Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh thông tin và đánh giá xe của Top KVN. Trong video ngày hôm nay, dịp đầu xuân năm 2021, Top KVN sẽ cập nhật cho quý anh chị và các bạn về mức giá, chương trình ưu đãi mới nhất cùng với mức giá lăn bánh mới nhất của chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt được sản xuất năm 2021. Hiện tại, với Hyundai Accent đang được phân phối tổng cộng với 4 phiên bản, trong đó thì có 2 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động. Và hiện tại thì chiếc xe Hyundai Accent đã được phân phối tổng cộng tới 6 màu. Tuy nhiên, các đại lý sẽ chỉ nhập những cái màu cơ bản và chủ yếu nhất cho Hyundai Accent, bao gồm màu trắng, màu đỏ, màu đen, màu vàng cát. Đó là những màu chủ đạo của chiếc xe Hyundai Accent được sản xuất năm 2021 này đến với quý anh chị và các bạn. Về chương trình mức giá mới nhất của chiếc xe Hyundai Accent này, tại thời điểm này cập nhật cho quý anh chị các bạn với phiên bản đặc biệt đang có mức giá lăn bánh ở tỉnh là 625 triệu đồng, là mức giá lăn bánh ở tỉnh. Và mức giá lăn bánh ở Hà Nội của chiếc xe này đang là 657 triệu đồng với chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt được sản xuất năm 2021 này đến với quý anh chị các bạn. Về chương trình trả góp thì hiện tại đại lý đang áp dụng và ưu đãi cho quý khách hàng với chương trình trả góp với chiếc xe Accent này, ưu đãi trong 2 năm đầu với mức lãi suất đang là 8,5% trên năm, tương đương với mức là 0,7. Mức sẽ cố định trong 2 năm cho quý anh chị và các bạn, một mức lãi suất đang cực kỳ tốt tại thời điểm này dành cho chiếc xe Hyundai Accent này với quý anh chị và các bạn. Và sau đây, Top KVN sẽ cập nhật những cái thông số cơ bản, những cái thông số chi tiết của chiếc xe Hyundai Accent này giới thiệu đến quý anh chị và các bạn. Nếu những khách hàng nào chúng ta đang phân vân về Hyundai Accent thì có thể là cân đối và chúng ta sẽ có sự lựa chọn riêng khi mà chúng ta biết được những cái thông số cơ bản kỹ thuật của chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt này đến với quý anh chị và các bạn. Đầu tiên giới thiệu các bạn về phần mặt ca lăng phía trước của chiếc xe Hyundai Accent này. Mặt ca lăng phía trước sẽ là mặt ca lăng được kết nối với nhau bởi những cái chi tiết mạ chrome rất là sáng bóng nổi bật như này. Tất cả mặt ca lăng phía trước đều là ốp mạ chrome và theo màu là màu khói. Và phần đèn của chiếc xe Hyundai Accent này sẽ sử dụng đèn là đèn halogen dạng bóng chiếu projector cho quý anh chị các bạn. Cả đèn pha và đèn cốt và kết hợp với đèn chiếu góc ở đây. Kết hợp với một đèn chiếu góc nữa cho quý anh chị và các bạn. Và có một dải đèn LED được bao quanh xung quanh phần đèn này. Sẽ dải đèn LED ban ngày cho quý anh chị và các bạn. Ở phần bên dưới sẽ được kết hợp, đó là chi tiết về phần đèn sương mù. Đèn sương mù của chúng ta sẽ là kết hợp, đó chính là đèn halogen cho ánh sáng màu vàng, sẽ giúp chúng ta có tầm nhìn tốt hơn. Phía sang phần hông xe, chúng ta sẽ có một chi tiết, đó chính là về cái mặt la răng này. La răng của xe bản đặc biệt chúng ta sẽ là la răng 4 chấu và là la răng ở đây là la răng được sử dụng là la răng 16 inch duy nhất cho phiên bản đặc biệt. Còn phiên bản tiêu chuẩn của chúng ta sẽ là 15 inch. Lốp là lốp cung hô, phanh đĩa 4 bánh được tích hợp ABS cân bằng điện tử khởi hành ngang dốc, khởi hành xuống dốc, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Tiếp theo nữa là về phần gương chiếu hậu được tích hợp xi nhan trên gương. Gương là gương chỉnh điện cho quý anh chị các bạn. Tay nắm cửa được ốp mạ chrome. Tay nắm cửa đã được ốp mạ chrome và được tích hợp nút bấm chìa khóa thông minh ở đây. Với Accent năm 2021 thì phần chìa khóa đã được trang bị nút đề nổ từ xa cho quý anh chị các bạn. Khi mà các bạn đi ở phần ngoài, các bạn chỉ cần đứng xa đâu đó khoảng tầm dưới 7 mét, các bạn có thể đề nổ từ xa với chiếc xe Hyundai Accent này rồi, cho cả hai phiên bản số tự động. Phần hông đuôi xe của chiếc xe Accent này thì bạn sẽ quan tâm, đó chính là về những cái trang bị. Ví dụ như phần đuôi xe được trang bị là về camera lùi này, kết hợp với đó là 4 cảm biến lùi đằng sau này của chiếc xe Hyundai Accent phiên bản đặc biệt này. Với phiên bản tiêu chuẩn cũng được trang bị một camera lùi và 4 cảm biến lùi đằng sau. Phần logo trung tâm của chúng ta sẽ là phần logo của Hyundai là ốp mạ chrome. Chi tiết cụm đèn đằng sau, được rất là nổi khối, các chi tiết được chia khoang như thế này, nhìn rất là đẹp. Khi mà các bạn phanh xe thì chiếc Hyundai xe nhìn ở phần đèn sáng đằng sau rất là đẹp. Chúng ta được trang bị một đèn phanh ở trên đây, và dung tích tiêu hao nhiên liệu của Hyundai Accent với cung đường ngoài đô thị sẽ là 4,86 lít, cung đường kết hợp là 6,2 lít và được trang bị một anten vây cá mập. Nói tóm lại là Hyundai Accent tại thời điểm này là thời điểm đầu xuân năm 2021 thì quý chị các bạn nào nếu chúng ta quan tâm về Hyundai Accent
Hiện tại đại lý đang có đủ màu giao ngay cho quý vị các bạn, bao gồm trắng, đỏ, đen, vàng cát, sẽ có giao ngay cho quý vị các bạn cho cả hai phiên bản số tự động, đó là phiên bản đặc biệt và phiên bản ATM tiêu chuẩn. Với mức giá ưu đãi đầu xuân thì quý vị các bạn nào chúng ta quan tâm về Vin Accent hãy liên hệ trực tiếp với số hotline mình đặt ngay bên dưới video này để nhận được những ưu đãi mới nhất về chiếc xe Vin Accent phiên bản đặc biệt này dịp đầu xuân năm 2021 này đến với quý chị và các bạn. Và cuối cùng thì xin chào và hẹn lại quý chị các bạn, hãy nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật những cái thông tin thay đổi về xe, về giá xe mới nhất tới từ Topcar VN. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn.